Thế vụ Auto, xin chào quý khách. Theo thông tin từ phía tư vấn bán hàng của đại lý Kia, Kia Sedona 2022 hoàn toàn mới dự kiến sẽ được ra mắt và mở bán tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 10 năm 2021. Kia Carnival, dòng xe minivan hay MPV cỡ lớn của hãng xe Kia Hàn Quốc, được ra đời từ năm 1998. Đến nay, Kia Carnival bước vào thế hệ thứ tư. Năm 2005, Kia Sedona là tên được sử dụng tại thị trường Bắc Mỹ, sau đó được áp dụng trên toàn cầu. Năm 2022, mẫu xe này sẽ quay lại với tên gọi là Carnival. Ngày 17 tháng 2 năm 2021, Kia Carnival 2022 thế hệ thứ tư hoàn toàn mới chính thức được ra mắt. Kia Carnival 2022 được hãng xe PR là chiếc minivan vượt qua ranh giới của thiết kế và đổi mới với các cấu hình 7, 8 và 11 chỗ. Tiếp nối thành công ấn tượng của các mẫu xe như Kia Seltos và Kia Sorento 2021, Kia Sedona thế hệ mới cũng đang rục rịch, chuẩn bị ra mắt người dùng Việt và hứa hẹn sẽ là một bom tấn tiếp theo của Kia Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm, Kia Sedona 2022 sở hữu một diện mạo mới sắc sảo, vuông vắn và cứng cáp hơn theo chất của một chiếc SUV, hơn là sự bề vệ thường thấy của một mẫu MPV. Cụm lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng được tinh chỉnh với kiểu dáng thiết kế đậm chất thể thao, cụm đèn pha góc cạnh hơn, tích hợp dãy đèn LED ban ngày với kiểu dáng thiết kế rất ấn tượng. Ngoài ra, các khe hút gió và cản trước được đặt thấp hơn và có thiết kế thể thao hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Vòng ra phía sau, phần đuôi xe nổi bật với dãy đèn hậu LED kéo dài theo bề ngang, đúng chuẩn là xu hướng thiết kế của các mẫu xe hiện đại ngày nay. Nằm ngay phía trên thanh ánh sáng này là một điểm nhấn mạ chrome bao quanh các cửa sổ phía sau, hoàn thiện thiết kế đuôi xe là tấm chống trượt kim loại khiến chiếc xe trông khỏe khoắn hơn. Về kích thước tổng thể, Kia Sedona 2022 có chiều dài tổng thể 5.155mm, rộng 1.995mm, cao 1.740mm và chiều dài trục cơ sở 3.090mm. So với phiên bản tiền nhiệm, Kia Sedona 2022 có chiều dài tổng thể tăng 40mm, chiều rộng tăng 10mm, qua đó góp phần mang đến cho người dùng một khoang cabin rộng rãi và thoải mái hơn. Bước sang thế hệ mới, Kia Sedona được trang bị thêm hàng loạt công nghệ tiên tiến, cùng không gian nội thất rộng rãi, thoải mái và hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại hàng đầu phân khúc. Theo đó, Kia Sedona 2022 được trang bị cửa trượt thông minh chỉnh điện, Smart Power Sliding Door. Bên cạnh đó, Kia Sedona mới cũng được trang bị cốp sau đóng mở điện thông minh, giúp việc tải và dỡ đồ vật trên xe trở nên dễ dàng hơn. Thêm một tính năng tiên tiến trên Kia Sedona 2022 là cảnh báo an toàn khi mở cửa xe. Khi hành khách ngồi ở ghế sau muốn rời khỏi xe và một phương tiện khác đang di chuyển tới từ phía sau, cửa trượt điện sẽ khóa lại và cảnh báo bằng âm thanh để ngăn ngừa những vụ va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Kia Sedona 2022 được trang bị cặp màn hình kép 12.3 inch cho bảng đồng hồ đo và màn hình thông tin giải trí thích hợp tính năng điều hướng, hệ thống đèn viền nội thất đi kèm nhà âm thanh cao cấp KELL. Hàng ghế sau được trang bị nhiều tiện nghi mang đến cho người dùng cảm giác như đang ngồi ở một phòng chờ cao cấp, bao gồm ghế ngồi thư giãn Premium Relaxation Seat, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, tính năng nhận diện giọng nói cho hàng ghế sau và chia sẻ vị trí. Tuy tân thị trường, Kia Sedona 2022 sẽ được cung cấp những lựa chọn động cơ khác nhau, bao gồm động cơ diesel và động cơ xăng. Hiện chưa rõ số lượng các phiên bản cũng như giá bán của Kia Sedona hoàn toàn mới dành cho thị trường Việt Nam, nhưng các tư vấn bán hàng của đại lý Kia dự đoán giá xe của Kia Sedona 2022 sẽ rơi vào khoảng 1,3 đến 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Thái Lan, Kia Sedona 2022 được phân phối với hai phiên bản đi kèm giá bán từ 2.144.000 baht, tương đương 1,6 tỷ đồng. Để biết thêm thông tin về Kia Sedona 2022 cũng như trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu mẫu xe này, hãy liên hệ ngay Thế Vụ Auto để biết thêm thông tin chi tiết. Và đừng quên subscribe Thế Vụ Auto để có những tin tức mới nhất về thị trường xe hơi Việt Nam cũng như cập nhật giá xe hàng ngày nhé. Thế Vụ Auto, vì vụ cùng xe chất.